Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Và anh em thấy hôm nay background có vẻ hơi khác một chút đúng không? Hiện tại mình đang ở cơ sở 151 Lê Thanh Nghị, Hà Nội, cơ sở showroom thứ 3 của Alpha Computer để giới thiệu cho anh em một bộ PC đến từ Alpha. Bộ PC này anh em có thể nhìn thấy, anh em chỉ cần đến 151 Lê Thanh Nghị có thể nhìn thấy bộ PC này được demo ở ngay dưới tầng thôi. Và mình có mặt ở đây để giới thiệu cho anh em một bộ PC đến từ Gigabyte, sử dụng rất nhiều các linh kiện đến từ Gigabyte. Thì đầu tiên mình sẽ nói sơ qua một chút về bộ PC này. CPU ở đây sẽ là CPU thế hệ thứ 8, card họa ở đây là GTX 1060. Thì về cơ bản 1060 hiện tại thì hiệu năng chia thành vẫn là vô cùng tốt, có thể nói là gần như là tốt nhất rồi. Và bo mạch chủ ở đây sẽ là E360 Aorus Gaming 3, hoặc nếu anh em có thể thích thì có thể nâng lên bo mạch chủ Z390 Aorus Elite mình đang có ở đây. Thì về cơ bản hai mẫu bo mạch chủ này tương đối giống nhau. Bo mạch chủ Z390 này điểm khác biệt là có thêm LED RGB và chipset Z390 rất là phù hợp với các CPU dòng K. Còn lại các linh kiện khác như RAM 16GB và bộ tản nhiệt nước custom, nguồn ở đây cũng đến từ Gigabyte luôn. Đây là bộ nguồn 500W công suất thực. Vậy thì với bộ PC mình đang có ở đây, nếu như anh em thích thì có thể dựng một bộ PC nó giống hệt như này cũng được và sử dụng bo mạch chủ Z390. Ở đây các bo mạch chủ Z390 của Gigabyte thì có mức giá là rất hấp dẫn và sử dụng các mẫu card họa mới nhất đến từ Gigabyte, ví dụ như mẫu RTX 2080 chẳng hạn này, bởi vì thiết kế của nó vô cùng đẹp, có thể nói là đẹp nhất ở trong phân khúc trên đấy là phiên bản Aorus nhé. Và trở lại vấn đề chính, đó chính là bộ PC ở đây. Thì với các nhu cầu như kiểu chơi game online thông thường thì hoàn toàn mắc setting đơn giản, có công việc như làm đồ họa thì cũng vô cùng tốt, bởi vì CPU sử dụng ở đây không phải CPU dòng F nên việc anh em có thể làm các vấn đề liên quan đến đồ họa này, encode video thì rất là dễ dàng. Và mình sẽ chia sẻ thêm một chút về các điểm nổi bật ở các bộ cây này. Đầu tiên đó chính là cái phần nâng cao đồ họa này có logo của Gigabyte. Nếu như anh em thích ấy, thì có thể đặt hàng, bởi vì cái sản phẩm này không hề sẵn hàng một chút nào. Nếu anh em thích đặt hàng thì bên mình sẽ cắt CNC và mang về cho anh em. Hoặc nếu như anh em thích các bộ tản nhiệt nước thì bên modding của Alpha sẽ thực hiện cho anh em. Anh em có thể ở Hà Nội sẽ đến cơ sở 49 Thái Hà hoặc 151 Lê Thanh Nghị. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 158-160 Lý Thường Kiệt và 84 Trần Đình Xu. Anh em chỉ cần đến đấy yêu cầu sử dụng tản nhiệt nước nào thì bên mình sẽ hỗ trợ lắp đặt cũng như là tư vấn cho. Rồi chỉ là phần giới thiệu sơ qua một chút về phần vẻ ngoài thôi. Sau đây sẽ là phần test hiệu năng của bộ PC này. Anh em đánh giá sao về phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi? Nếu như anh em thích các sản phẩm khác đến từ Gigabyte thì mình sẽ để link dẫn thẳng trực tiếp đến trang web của Alpha Computer để anh em có thể lựa chọn các linh kiện đến từ Gigabyte một cách dễ dàng nhất. Nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.